If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. Albert Einstein. Muốn trẻ thông minh, ba mẹ đọc truyện cổ tích cho bé nghe nhé. Truyện mua ở lịch giao hàng nha ba mẹ ơi. Ngoài ra thì ba mẹ có thể dẫn con đi trải nghiệm thiên nhiên như ba mẹ. Con được đi ra ngoài thiên nhiên, bé sẽ phát triển rất là nhiều. Cho dù bé lứa tuổi càng nhỏ thì bé càng phát triển nha mọi người. Còn khi mà bé lớn lên á, thì bé sẽ học được cách cư xử và giản dị hơn ha. Chúc ba mẹ có một mùa hè thật vui vẻ và thú vị nha. Xin chào tạm biệt mọi người ngấm khẩm nha. Xin chào, bye bye.